Anh muốn gì anh? Là có xịt tin không em? Dạ có. Lấy cho anh một chai đi. Dạ. Để qua chị nói nghe. Dạ dạ sao chị? Hôm qua nói bà chị kế bên chị nằm nghỉ ngơi với cái to quá chị mà này hả? Chị ơi. Chị ơi. Cái nào? Chị ơi đây quán em chị ơi. Cái nào ạ? Cái gì chị ơi, chị có thể nào mà bớt bớt cái miệng chị lại được không? Ồn ồn mọi người, mọi người nghĩ là không có được. Nhỏ nhỏ cái miệng lại. Mà em nói chị đây là quán em chứ không phải Vũng Tàu nha. Chị bớt bớt cái miệng lại giùm em nha. Nhỏ nhỏ lại. Vô đây con. Đi vô đây nè. Đúng rồi. Rồi giờ sao qua đây? Chị ơi. Chị. Rồi. Chị ơi. Cô. Chị. Dạ. Rồi. Chị ơi. Chị. Chị gái ơi. Chị. Chị. Ủa chị bị sao vậy? Chị cho tôi đi nhờ qua. Xin cô nha con. Cho tôi cảm ơn nha chị. Đánh thằng lên, xin lỗi chị. Dạ. Dạ, xin lỗi tôi lỡ rớt cái này từ sáng rồi. Cái dài nó hỏng quá. Chị ơi. Nhắn là con em đói quá. Nó không có cơm ăn á chị. Để nó khát nước quá. Hai bé làm sao vậy? Dạ nó té chị. Cái quán này là chỗ em làm ăn chứ không phải là chỗ để chị vô, cho chị vô xin ăn nha. Đang làm ăn mà tự nhiên khách em đang làm em làm đi chị, đâu có ấy đâu, chị vô đây là chị đâu có xin em đâu. Có gì em cảm phiền giùm chị nha. Chị nói tôi cầm con giờ sao lấy ra đi trời. Chị ơi. Dạ em cái nắp dài. Gì vậy? Nó ra cái miệng nắp chai vậy? Nó đổ vô riêng trời. Nãy chị nhai cái nắp chai của em á. Ô gì hả? Dạ. Nói chị nhai nước đi em. Cảm ơn gái ơi. Bé à. Ôi trời sớm rồi đi bán. Đi bán nóng nắng nôi giờ mệt quá buồn ngủ. Không dám. Ôi ngay gì lắm hả? Không nói chuyện được em. Dạ. Ủa nãy giờ đến đây rồi uống được ly nước chưa đi nữa hả? Cầm đi, dễ tiền cho bé. Ủa? Cái gì vậy? Để em cầm đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Dạ, tại con em nó bị té. À. Rồi nó. Ôi xui ghê không? Người khổ quá trời khổ gì trời. Em thì con có giàu có, giờ em cứ đi bán cái số thôi à. Mình nãy giờ đi ngoài đường nắng nổi mệt quá. Xong xui có lũi dưới đây nè, nằm ngủ xe ngủ quên luôn trời mấy giờ trời. Rồi mới 1 giờ hả? Dạ. Khổ dữ lắm hả? Dạ tại vì hồi nhỏ giờ đẻ nó ra cái ba nó thấy nó con gái cho ba nó bỏ. Vì sao? Bỏ đi cái hai mẹ con hủi hủi sống tới giờ. Hôm bữa nó đi cái nó bị người ta xô té. Mà cái còn nhỏ nha. Dạ còn nhỏ. Tên gì con gái? Tên Băng. Tên Băng hay giữ gì sao? Dạ. Băng hàng gì băng cái tay đúng rồi đó. Đặt cái tên này không đặt tên Băng. Giờ biết sao giờ, tại hồi đó thích cái tên Băng Băng á. Ừ, thích tên là... ý là Băng Băng đấy ha. Dạ, cho đẹp là giống tay luôn rồi đó. Giống như chị Phạm Băng Băng vậy đó. Ừ, cuối cùng giờ nó băng bột luôn rồi. Xui ghê, nhà ở đâu vậy?
Dạ bên Sớm Bẩn nè. Ở Sớm Bẩn hả? Dạ. Là khó khăn quá, giờ đưa đường cùng là phải đi hả? Thấy gì cũng tội. Xin người ít mà tôi cũng kệ có... đi. Chứ tôi cũng cũng nghèo hơn chị nghèo, tôi còn mạt mà. Chị nghèo là tôi mạt đó chứ tôi không có tiền. Dạ không thế. Sao. Ừ, có người chia sẻ đồng cảm cũng được chị. Ừ. Dạ. Dạ cảm ơn chị nhiều nha. Có một chạy xe máy gì có đồ xịt Honda vậy? Dạ không, cái này là bán dây chai, xin dây chai á chị. Ủa gì hả? Tưởng nào đi ra đi xin mà cứ chạy xe máy gì hồi nãy em thấy cái nắp chai ra là để gom em bán dây chai á. Nha. Dạ. Rồi. Chị uống lẹ lẹ cái chai đó, chị cho em xin cái chai được không? Công nhận đi xin bằng móng tay đẹp hơn tôi nữa. Không có tiền mua đồ hớt móng tay chị ơi. Không biết móng tay dài á, bằng cái dài. Dạ đúng rồi. Chứ đâu có tiền nữa mua đồ hớt móng tay đâu. Dĩ ha. Dạ. Trời. Móng chân cũng vậy. Chân mày nữa trời. Đâu có chị. Cái gì mà ăn thui kìa. Chân mày em chân mày thiệt. Ủa gì hả? Nhỏ lớn vậy á. À dĩ ha. Dạ. Ê mũi có năng không? Dạ. Có năng không? Mũi thiệt luôn. Không có cái giống mai kìa. Không phải, cái này hồi xưa té. À té hả? Trời dạ. Đó hồi xưa giấu mai chứ. Dạ. Ngồi chửi em, chỉ nghèo em còn mạc hơn chỉ nữa, em mới nghe số mà chỉ. Dạ không sao, mình có người mình đồng cảm mà nghe số. Với lại coi em cũng khó khăn và thế là thôi. Có gì thôi chúc chị buôn mai bán đắt nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Cười quá trời luôn. Dạ, chị. Rồi ai đưa lên đây vậy? Dạ. Dạ hồi sáng em thích cười không? Dạ không, hồi sáng giờ hồi sáng lúc mà mới sáng đi thì có cô kia cho gói xôi hai mẹ con chia ra ăn khát nước quá mới đi vô đây. Rồi cái chị này chỉ cho chai nước, cái chị cho được chút ít rồi xíu nữa ra mua hộp cơm cho nó ăn. Nó ăn tội ghê. Tại tụi em, tại vì nó bị cả tháng rồi không có làm, tại không có đi mua thuốc cho nó uống chị. Vì sao? Dạ nữa gì ha, bây giờ góp rồi nó uống cho nó mau lành. Trời, chắc chứ chị giàu lắm mà chị nha. Dạ đâu có, có đâu cái gì xem trên này ở xem môi, xem môi kìa. Đâu phải cái gì đó, không phải cái gì, cái môi em là môi hồng tự nhiên mà bị gì bữa giờ em bệnh nè, cái nó tái ở trong tái ra thành tâm môi hết hồn chưa. Dạ. Để y chang, y chang nè. Mà làm con sứ bao nhiêu tiền vậy? Gan sứ đâu, gan này gan thiệt. Có gì hả? Ừ, gan thiệt đều do à. Vì gì hồi đó người ta nói hồng nhan bạc phận, đẹp tự nhiên, khổ. Chứ em mà có tiền, em lo con em, chứ em đâu làm ba cái chuyện đó làm chi. Chị thấy em vậy, chị thấy em có miếng tan vàng nào đeo đâu. Chứ em mà hả, sướng như người ta là vợ, có chồng, có chồng nó lo đề quề thì chỗ chứ khổ lắm chị ơi. Con cảm ơn chỗ cô. Con chỗ thương tình lắm, đợi tôi một xíu. Tôi chỉ mà thấy người ta vậy á tôi rất là thương, nhưng mà tại vì tôi không có nhiều thôi. Đợi một xíu nha. À, nó để đâu rồi trời. Nói chung là ai giúp được nhiều giúp, mua hết lòng nhiều, tôi cái nhiều tôi cũng quý hết trơn chị. Chứ tôi khó giận khổ, mẹ con đùm bọc lẫn nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, nhiều khi không có cơm có cháo ăn yếm bậy cũng được mà. Nè che đường á, mình khẩu trang nha, nắng nôi rồi mình bận nữa. Các tôi giúp được cái khẩu trang đó nè nha, ghen đi ra đường á nắng nôi bịt khẩu trang, tại vì hai mẹ con. Cái này chị xài chưa chị? Hả? Nó chị xài chưa? Chưa. Thôi em để dành, mai em xài. Nói với thôi chứ. Thấy chị cũng tội, nói thôi nè. Con bé cái học quẹt. Ủa nha. Nó đâu có xài học quẹt chi đâu chị. Là thắp sáng ước mơ đó, bật lên gì là ngọn lửa ánh sáng hy vọng đó. Chị ơi học quẹt nó hết ga. Ô gì hả? Thôi chơi. Thôi cảm ơn chị nhiều nha. Chứ tôi có gì đâu chó. Tôi còn đói mà. Dạ. Thôi con mấy à, không có gì cho chứ. Tôi với con tôi đi nãy giờ ở đây phiền mấy anh chị quá. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Để cho tôi bước nhờ quá nha chị. Rồi ok đi đi. Tôi chết cái đồ. Em bán hết số rồi dạ. Cũng được chưa? Còn lấy thằng nữa chứ bán hết luôn. Tôi quá nhiều thương. Chưa uống hết đúng không? Con chút xíu hả? Chưa uống hết hả? Ừ.
Ok. Ok. Anh đi viết nè. Nhỏ lớn có đi học đâu dốt mẹ luôn. Không, làm ghi viết chi trời. Mình ghi lại ngày sinh được nhiêu, ghi lại. Con biết chữ đâu lên đây ghi. Con chỉ xin đi nữa. Nó đâu biết chữ đâu. Hả? Hai mẹ con đó cái chữ không liên quan đến số. Ví dụ như ngày ghi được 100, sinh được 100 ngàn thì ghi lại số 100. Không biết số luôn hả? Không biết là nó biết tụi tôi không chứ tôi không biết đó. Thôi vậy hả? Dạ. Cảm ơn. Nè. Dạ. Tới nãy chị muốn xin này phải không? Dạ. Tôi uống chưa có hết nữa mà thôi đi nè. Dạ. Cho đi chai chị uống chưa hết. Đừng chứ cho chị cái nắp đó. Bán được nhiều bán nha. Tôi giúp đỡ nhiều thôi chứ không có nhiều. Để cái nắp bán ngay chai cũng được. Lạc cũng được. Dạ. Cảm ơn. Ủa ghê thật vậy ha. Bán còn nhiều không nha. Chết bà. Giờ đó. 4 giờ 12 rồi kìa. Tính tiền em ơi. Tính tiền bé ơi. Mẹ bà tưởng buồn ngủ gặp chiếu manh, gặp ngay quỷ nhây nữa. Cho gì cũng cho ba cái đồ gì đâu không à, cho cái viết gì làm gì? Hả? Viết lên cái lịch sử cuộc đời mày hay gì? Dòng âm binh gì không? Cũng hiền cũng đặng. Chứ. Rồi sao xin được nhiều không chị? Được gì đâu, có 20 đó. Là gì? Tại con quỷ kia nó nhây kìa. 20 củ hả? Quỷ bán giấy số nó nhây. Trời ơi là trời. 20 ngàn. Cái gì từ sáng giờ 20 ngàn? Nhỏ nào mà nó kỳ thôi. Nhỏ nào mà nó có duyên dữ vậy? Mẹ. Em ơi. Làm ơn là Phước né ra cho chị chạy em ơi. Cái gì đâu mà sợ nó, xe của mình mà sợ nó cái gì trời. Né vô khác cho chị chạy. Chị giống có chị nãy quá vậy. Tại cái chị này thương chị cho nên là chị này cho chị đi nhờ xe. Giữ gì sao. Ôi, cái ghê thiệt. Ôi, hiểu rồi ha. Hiểu rồi ha, hiểu rồi ha. Hiểu gì? Thôi lợi dụng lòng thương người mà làm mấy chuyện người bu kiến đậu. Không không có như em nghĩ đâu chị. Ôi, bà khỏi, tôi biết hết trơn má. Ủa, biết rồi làm gì? Thấy bà bên kia nữa kìa. Hả, biết rồi làm gì? Không cho đó. Rồi sao? Ủa làm gì tao? Mỗi người mỗi việc nha. Không ai nước sông không có phạm nước chiến. Chuyện ai để làm. Đừng bao giờ xía vô chuyện của người ta. Nó nghe nè, ai được ăn đồng tiền xương máu người ta ngon không? Ngon hay không là cảm giác của người ta. Ôi, thích thì tự đi làm như vậy đi. Có tay có chân á, mình lao động chân tay đi chị ơi chị. Mình nghĩ sao lại... Cái này cũng lao động chân tay mà. Xin bao nhiêu quá trời để lại hết bao nhiêu rồi nha. Bớt đi. Tại cái con này. Còn nhỏ nó ở đâu ra vậy? Nó biến nó mà vô duyên dữ vậy. Làm gì vậy? Nhỏ nó làm gì vậy? Nhỏ cái số nãy đó, nhỏ nhây nãy đó. Trời mẹ bà nó bán số nó không lo, bán số mà lo nhiều chuyện của người ta vậy. Bắt đầu tới 4 giờ rưỡi mà bán hết mấy trăm tờ của mày đi rồi bắt đầu hết tới công chuyện với đời thảo đó. Mày làm từ thiện lắm vậy. Làm tay lao động tay chân. Làm như nhân ái dữ vậy. Trời ơi, muốn nhân ái thì đi. Đi bà nội đi má ơi. Đi lên sân trên kìa.